Xin chào các bạn. Mùa hè này, dịch vụ hút mỡ tại Emcat đem lại cho các bạn giá trị rất lớn, nhưng giá tiền thì lại rất thấp. Như vậy, với 5 công nghệ hút mỡ tại Emcat sẽ cá thể hóa cho từng người mà không nơi nào có thể làm cho các bạn được. Những bạn đến từ vùng lạnh sẽ là công nghệ rung tan mỡ. Những bạn bị da nhão do xanh nhiều thì sẽ có công nghệ vừa hút mỡ vừa ủi thẳng da. Những bạn bị lồi lõm giống như cellulite thì sẽ có công nghệ vasolabor. Như vậy, với cụ thể từng công nghệ sẽ giúp cho cơ thể của các bạn nổi bật lên tại bãi biển. Điều thứ hai, lý do thứ hai là khi hút mỡ sẽ là một sự đồng bộ chứ không phải chỉ theo yêu cầu một vùng nào đó của cơ thể. Ví dụ, các bạn hút mỡ ở vùng cánh tay sẽ được Emcat xử lý cả cái vùng nách. Các bạn hút mỡ ở vùng bụng, trên và dưới rốn sẽ được xử lý thắt cái eo và cái mạng sườn. Các bạn hút mỡ vùng đùi sẽ xử lý luôn cái vùng ngắn mông để đừng thấy nó sệ. Và điều thứ ba đó là tận dụng sản phẩm từ mỡ. Các bạn tưởng rằng hút mỡ là cái mỡ bỏ đi chăng? Không. Y học hiện đại sẽ giữ mỡ ở lại. Qua ngân hàng mô, mỡ giữ ở lại sẽ làm cải thiện chất lượng da, sẽ làm đẹp toàn bộ khuôn mặt của các bạn. Và tế bào gốc trong mỡ sẽ giúp cho chống lại việc lão hóa mà ai cũng sẽ cần. Ba lý do đó làm cho giá trị hút mỡ tại Emcat rất lớn mà giá tiền rất thấp. Các bạn hãy cân nhắc và đến với Emcat trong mùa hè này. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.